哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。嘿嘿嘿，不要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌棒棒糖，朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。炸弹狂热团。đừng bỏ chạy, đừng bỏ chạy. Này, ngươi không bắt được ta đâu. Ngươi có cho rằng bạn bè của ngươi đang giải cứu ông già đó không? Này, thật ra ta đã nhìn thấy kế hoạch của ngươi rồi, nhưng quả bom ta để lại sẽ phục vụ tốt cho bạn của ngươi đấy. Cái gì? Xếp đi. Đừng lo, ta sẽ xử lý nó sau ngươi. Ôi không. Xếp đi, có rất nhiều bom, chúng ta nên làm gì đây? Pio Chio, tránh xa ra, coi chừng, để tớ lấy nó. Xếp đi. Xếp đi, cẩn thận nhé. Xếp đi, cậu ổn chứ? Các cháu ổn chứ? Chúng cháu vẫn ổn mà. Chúng ta sẽ làm gì với ông bây giờ? Về điều đó. Xếp đi, cậu nghĩ ra chưa? Không, vẫn chưa nghĩ ra. Cậu nghĩ gì nãy giờ vậy? Tớ bị choáng. Xếp đi, cậu không thể dùng vũ khí của mình để dọn hết bom được à? Không, chúng rất nhạy, chúng có thể nổ nếu như ta chạm vào chúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không chạm vào? Hả? Ồ không. Đó là tất cả những gì ngươi nhận được. Tướng quân Phai sẽ thưởng cho ta hậu hĩnh nếu ta giải quyết được các ngươi. Ngốc quá, ngươi đang nhắm mục tiêu ở đâu vậy? Ở đằng kia. Hả? Nó được gọi là ăn miếng, sau đó là gì nhỉ? Ăn miếng trả miếng. À, chính xác. Một kẻ xấu xa dày dặn kinh nghiệm như ta sẽ luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hãy nhớ tên của ta, kẻ phản diện dễ thương và quyến rũ. Ta tên là Bom Hippo. Thật là tệ.
tạm biệt nhé, ngũ linh chiến binh. Shishibon, hãy đợi tớ. Ôi, cái mũi của ta. Cháu xin lỗi, nhưng đó là cách tốt nhất. Cố lên, xích đi. Cố lên, cố lên. Xong rồi. Ông ơi, ông ơi, ông ổn rồi. Ông ổn. Bảo vệ cái mũi của ông. Ông ơi, ông cảm ơn cháu, ngũ linh chiến binh. Không có gì ạ. Hãy tìm một nơi để trốn đi. Tớ sẽ đi tìm bạn tớ. Không phải trốn, ta đến rồi. Có chừng. Cứ đi đi. Được rồi, cẩn thận nhé. Người không thể trốn thoát phải không? Đóng băng. Người đang cản đường ta. Mà không sao, ta sẽ loại bỏ người trước vậy. Tại sao người lại ở đây? Người đã làm gì với Shishibon? À, hãy đoán xem. Shishibon sẽ ổn thôi. Ôi, mình bị ngất à. Có đó không? Xếp đi. Bom hippo gian ác. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nó bị nứt ư? Con hà mã này có một sức mạnh thật khủng khiếp. Mình phải tìm ra một cách để ngăn chặn quả bom của hắn ta. Hãy nhớ tên của ta. Kẻ phản diện dễ thương và quyến rũ. Ta tên là Bom Hippo. Bom Hippo. Tớ có ý này. Chỉ cần nghĩ cách tránh được thất bại thảm hại này thôi. Không ai trong số các người có thể chạy trốn. Tất cả ngũ linh chiến binh đều yếu cả. Các người giỏi về cái gì chứ? Ta có thể xây nhà. À, các người là trẻ con chắc. Được thôi nhóc. Chúng ta bắt bạn của người đi nhé. Hy vọng chúng sẽ cư xử đúng mực. Nếu không các người sẽ có một khoảng thời gian rất khó khăn đấy. Xếp đi. Pinocchio, đi nào. Xếp đi. Ông ơi, hãy quay lại đi. Cái gì cơ? Ở đó rất nguy hiểm. Nhưng Xếp đi và Shishibon đều ở đó. Kẻ xấu sẽ rời đi nếu chúng ta đưa cho hắn chiếc vòng cổ này. Nhưng cháu sẽ không bao giờ trở thành một cậu bé thực sự nữa. Không sao đâu ạ. Bạn cháu quan trọng hơn vòng cổ kia. Cháu trưởng thành rồi nhóc ạ. Thật cảm động mà. Xếp đi. Thôi nào, đưa ta chiếc vòng cổ. Pinocchio. Đừng đưa cho hắn. Còn sớm để khuất phục hắn, nhất là khi tớ còn ở đây. Ngươi nghĩ rằng có thể chiến thắng ta sao? Shishibon, cậu có thể bắt đầu công việc bằng việc đóng băng chứ? Tớ cần cậu giúp. Được chứ?
Được rồi, đợi một chút. Cứ như vậy đi. Sao nào, các ngươi nghĩ rằng chỉ với hai ngươi có thể thắng ta sao? Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Đón lấy. Xét đi, bắt đầu rồi. Tệ thật. À, ta nhận ra rằng lúc trước ngươi sẽ ném một quả bom bằng tay của mình. Vì tay ngươi bị đóng băng rồi, làm sao ngươi có thể đặt bom được nữa? Quá dễ. Ta vẫn có thể hạ gục các ngươi. Thần hổ ánh chớp. Ồ không. Ngũ linh chiến binh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tạm biệt nhé. Cố gắng đào tạo tốt trong tù nhé. Cảm ơn các cháu. Ngũ linh chiến binh, cảm ơn các cháu. Không sao mà. Cậu còn định đưa vòng cổ của mình cho tên xấu xa đó chỉ vì muốn cứu chúng tớ. Cậu đã cứu bọn tớ. Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn tớ thì chỉ cần kéo mút là được. Kéo mút. Tớ có một chiếc ở đây của cậu này. Wow, tớ thích lắm. Cảm ơn cậu. Ồ, nó bằng gỗ à? Đúng, đó là kẹo mút gỗ yêu thích của tớ mà. Tuyệt vời. Nhưng tớ thích kẹo mút bình thường cơ. Chào chị